Aga Shop xin chào 800 quý thượng đế YouTube và Facebook. Như trên màn hình, đây là con Ly 2022, hai con là Ly 4 van. Ly 2021 trở về trước là Ly 2 van. Thì vừa cả Ly 2 van và 4 van. Cái phần chó đèn, cái kiểu dáng bên ngoài nó chó đèn nó giống nhau. Cái phần xi nhan hay là cái đờ mi trước cũng giống nhau, nên các bạn có thể xem và chọn làm cho Ly 2 van hoặc là Ly 4 van đều được. Chỉ có vấn đề là Ly 2 van và Ly 4 van cái mạch tăng sáng nó sẽ khác nhau tí xíu về bên trong chó đèn. Nhìn bên ngoài cái kiểu dáng của chó đèn là mình nói giống nhau giữa Ly 2 van và Ly 4 van, nhưng mà tăng sáng của Ly 2 van và Ly 4 van bên trong nó khác nhau hoàn toàn, không thể nào mà lắp qua lại được với nhau. Còn các bạn chọn chơi gương cầu giống như video này thì giống nhau về cái phần gương cầu, bởi vì cái chó đèn hình dáng bên ngoài là như nhau giữa 4 van và 2 van. Thì Ly 4 van nó bắt đầu từ năm 2022 trở đi là Honda đã giới thiệu ra thị trường là Ly 4 van, còn 2021 trở về trước là Ly 2 van các bạn ha. Phần xi nhan thì zin nguyên bản là chân T10 bóng halogen, xin lỗi, bóng xe tóc các bạn, không phải halogen. Bóng xe tóc thì các bạn muốn, các bạn như chủ xe đã thay bóng led như thế này đó. Xe này xi nhan là chân T10 các bạn nha, các bạn muốn thay bóng led cũng được. Cái tiếng này là tiếng trong xi nhan các bạn, cái tiếng này nó quá phổ biến rồi, hầu như bây giờ là anh em nào cũng sẽ gắn cái tiếng trong xi nhan này các bạn đó. Còn cái xi nhan T10 này các bạn muốn gắn màu trắng, màu xanh dương, màu xanh băng, xanh lá, màu đỏ, màu vàng gì tùy các bạn, giá tiền nó sẽ khác nhau tùy theo từng màu, nó có những cái loại bóng mà khác nhau và giá tiền nó sẽ khác nhau. Cái đờ mi zin của xe này là zin màu trắng, các bạn muốn những option như là đổi màu, đổi một màu cũng có, đổi nhiều màu cũng có, hoặc là xi nhan chạy mình đều có làm những option đó cho các bạn. Phần Audi thì nếu các bạn muốn thì mình vẫn có thể bin những cái đèn Audi cho bạn, nhưng mà đối với xe Ly này hầu như mình, thứ nhất là do cái anh em chơi cái xe này cũng khá ít so với những dòng xe khác, nên cái mẫu mã nó cũng không được nhiều. Đa số xe này là để cho chị em người ta đi nhiều, bởi vì xe này cốp nó rộng đó. Nhưng mà theo mình thấy từ thời Ly 4 van nó ra thị trường là anh em đã bắt đầu đổ qua chơi Ly 4 van khá nhiều so với những đời trước là Ly 2 van. Và option năm nay thì xe này nguyên bản là đèn pha led, chủ xe sẽ chọn phương án là tháo cái chó zin đem đi cất, mua một cái chó zin hoàn toàn nhưng mà bản là bản thường, chó bóng halogen á, để làm gương cầu như thế này, tại vì lên gương cầu bắt buộc phải phá đi cái đèn các bạn ha, phá đi cái chó đèn, nên các bạn dùng cái chó zin là chó hai tầng, các bạn làm gương cầu nó phí lắm. Mình để cái zin á, tại cái chó mà bằng led nó mua trong hãng giá thành nó rất là cao, các bạn mua cái chó mà chó bình thường á, chó zin mà đời bóng halogen á, cho nó rẻ tiền rất nhiều. Rồi các bạn muốn chơi gương cầu các bạn cứ làm thoải mái trên đó. Mai mốt về zin thì tháo bỏ gương cầu, xử lý phần điện trả về zin, gắn cái pha zin là pha led 2 tầng vô là xong các bạn ha. Thì option hôm nay chủ yếu tập trung vào phần đèn ngoài trước và bi gương cầu. Hôm nay là con Kenzo S300, con này ánh sáng vàng các bạn nha. Bi này ánh sáng bi ngắn, nó phù hợp với những cái xe như con Ly này. Xe Ly này cái chó đèn không gian không có được thoải mái như những xe khác, nên việc mà các bạn chọn bi nó không được thoải mái về cái chủng loại bi để bạn chọn. Bi ngắn hiện nay sẽ có con B11 hoặc là con MA hoặc là con S500 của Kenzo này, hoặc là con Ruggle 2.0. Đấy bạn. Đây mình sẽ cho bạn xem con MA và con B11. Đây các bạn. Đây là một con bi MA. Của hãng MA Racing, nên mình hay gọi là bi MA. Mã là mã M10 đó. Còn đây là con B11. Đây các bạn, cái một con bi mà MA và B11 phân khúc giá tiền như nhau đó. Con B11 khi lắp đặt mình sẽ tháo bỏ cái phần này nè, tháo bỏ cái phần đuôi dặn nên bi cực kỳ ngắn luôn đó. Bi nó ngắn hơn con MA được tí xíu, nó phù hợp với những chó đèn mà bị không gian nó bị hạn chế. Hai con này mình nhớ là ánh sáng trắng ha. Đây là B11 và đây là con MA. Còn đây là con Kenzo S300, con này ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng đi mưa cực kỳ ngon lành, cực kỳ bám đường nếu bạn chọn ánh sáng vàng. Và option hôm nay các bạn thấy rõ là không cần nhiều màu, đơn giản một màu trắng thôi. Trắng cả đèn dòng và mắt quỷ, nhưng mà nó đẹp mắt. Được cái là cái sọc Audi viền hai bên chó đèn như thế này.
không cần phải nhiều màu, cực kỳ đơn giản màu sắc, chỉ là một màu trắng. Thì đương nhiên cái trắng này với trắng Zin không bao giờ trùng mực 10-10, bởi vì bản chất hai cái led nó khác nhau, và màu trắng là cái màu cực kỳ khó chịu. Chỉ cần cái chip led phát sáng là một loại khác thì cái màu nó phát ra là luôn luôn khác, không thể nào giống nhau 10-10 được. Không thể nào mà chọn được cái màu này với cái màu trắng Zin nó giống nhau 10-10, đảm bảo bạn không thể nào làm được gì đó. Bởi vì hai chip led phát sáng nó khác nhau. Ngay cả chip led trong cái đèn dòng và cái đèn led Audi nó cũng đã khác nhau tí xíu rồi. Nhưng mà trên video các bạn khó phân biệt điều gì đó. Khi nào bạn xem cận cảnh ở ngoài thực tế các bạn mới phân biệt điều gì đó. Và mình làm style chó đèn là sơn đen hết. Bởi vì để làm được những cái sọc Audi đồ kia thì mình có can thiệp rất là sâu vào chó đèn. Nên sau đó mình sẽ sơn đen toàn bộ chó cho đẹp mắt. Đây các bạn, mình sẽ tắt tia ánh sáng cho bạn xem cận cảnh chó đèn khi chưa lên, khi chưa mở khóa. Không có ai rõ là nó đen hết một màu. Nó chỉ để hiển thị được cái đèn dòng hoặc là cái sọc Mica. Thì cái điều đó đương nhiên rồi, không thể nào mà không thấy được khi không lên đèn. Bắt buộc phải có. Rồi. Thì các bạn biết là xe này cũng có không công tắc đèn. Đối với xe Zin á, thì mình sẽ làm công tắc đèn như thế này. Đây các bạn. Và cái nút đỏ là cái nút của SH300i nha, Zin Honda nha. Bên mình chỉ làm đúng hàng Zin Honda, tất cả những cái nút này. Và cái nút Passing đá đèn. Đây các bạn. Đó, nó sẽ có thêm cái Passing là cái dưới này nè. Và vẫn cũng là nút Zin Honda các bạn. Và một cái bạn nhìn kỹ là ngay cái ổ khóa. Ngay cái ổ khóa nó có đèn. Zin nó không có nha. Còn cái này mình làm thêm cho đẹp là khi các bạn mở khóa xe nó sáng luôn ha. Cứ mở khóa xe là sáng, không phân biệt là buổi tối ban đêm. Nó báo cho biết là xe đang mở khóa và nó đẹp mắt. Các bạn muốn thì bạn thay thế hai cái núm Zin này nè. Cái núm dặn Zin sang núm nhựa nhôm CNC. Zin là núm nhựa đen, gắn núm nhôm CNC cho đẹp mắt. Nó có màu màu xanh dương, màu vàng, màu xanh lá, màu đỏ, màu xám, nông chuột. Màu giống như màu chiếc xe nè, xám nhám nữa. Lấy đầu khóa thì có màu trắng, màu xanh dương, màu xanh lá, màu đỏ. Hoặc là hai màu kết hợp, hoặc là ba màu kết hợp. Đó, đó là những cái option mà làm cho chiếc xe này đi kèm. Phần đồng hồ các bạn muốn các bạn làm 7 màu cho đẹp mắt, đó tùy các bạn. Gắn chống cướp hoặc là gắn định vị, có làm cho các bạn luôn ha. Rồi, bây giờ mình quay về cái phần gương cầu mình đang nói tiếp. Thì cái phần gương cầu bạn thấy rõ đây là toàn bộ chưa lên đèn. Cái màu trắng trong gương cầu là do anh chủ xe yêu cầu là cái mắt quỷ màu trắng luôn. Ảnh không muốn nhiều màu, ảnh chỉ cần đơn giản một màu thôi nên bạn thấy nó màu trắng. Chứ ánh sáng con bi Ken US 300 là ánh sáng vàng. Đây. Các bạn thấy rõ ha. Đây là con S300. Đây là cái con này dễ dàng biết lắm. Các bạn thấy rõ là cái lúp. Cái lúp nó có một cái lúp phụ trợ. Con này con lúp phụ trợ ở chế độ pha hay còn là có trợ pha các bạn. Đây, Kenzo S300. Con này ánh sáng vàng nha. Đó các bạn. Thì mình nói cái bi nó ngắn là sao? Là khi lắp đặt thợ sẽ tháo bỏ cái phần đít này. Cái phần đít dặn à. Nó chỉ còn từ cái lúp bi tới cái phần này thôi nên nó ngắn lắm. Cái chó đèn con ly này nó cực kỳ hẹp. Nó không có đơn giản giống như là những cái chó khác nó rộng ha. Nên cái việc mà chọn bi nó không được có thoải mái được nhiều chủng loại. Còn về ánh sáng á, thì các bạn ghé mình sẽ test trực tiếp cho bạn để các bạn chọn. Nó nhiều dòng bi hiện nay như là Kenzo ZX5, Kenzo S300, S500, S800V2, S900, con B11 hoặc là con MA các bạn. Rồi con X-Line V20. Đó là những con bi thông dụng hiện nay mình đang làm cho các bạn. Tùy từng thời điểm nó sẽ có những dòng bi thông dụng khác nhau mà các bạn chọn để các bạn lắp đặt phù hợp với túi tiền các bạn, phù hợp với màu sắc và phù hợp với chó đèn các bạn và cái thương hiệu mà các bạn yêu thích. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ cho bạn xem sơ cái ánh sáng ha. Trước tiên là cái Passing đá đèn. Bạn đợi mình xíu nha, cho anh tín hiệu Passing đá đèn ấy. Đó, các bạn để kỹ là cái ánh sáng vàng nó sẽ vàng ở xung quanh rồi đúng không? Đó là ánh sáng vàng các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái góc nhìn từ trên xe là như thế này. Đó các bạn nhìn rõ không? Màu vàng không? Trên cái màn hình mình thấy rõ cực kỳ và rõ ràng màu vàng.
Cái con này nó có cái lớp chờ pha. Đây cái là đường cót nha. Các bạn nhìn kỹ ở giữa nó có cái hình vuông ấy không? Ngay cái ngón tay mình chỉ nè là do cái lớp chờ pha. Nó có cái lớp lò riêng á nên nó ra được cái hình vuông ở giữa đẹp mắt như thế này. Cái là lớp chờ pha á. Đó các bạn. Tắt đèn nè, bắt xin nè. Thì cái phần điện đớm á thì như mình đã nói những video trước nếu bạn theo dõi rồi thì chơi gương cầu là bắt buộc phải đưa điện trực tiếp xuống ắc quy qua hệ thống cầu chì gờ le đầy đủ các bạn đó. Còn ánh sáng thì mình nói các bạn cứ ghé trực tiếp mình test trong video chú ý là cho bạn xem thứ nhất là hệ thống điện hoạt động như thế nào rồi đèn lên đèn nó đẹp mắt như thế nào phải không ha. Thì hai cái sọc này thì trắng xanh dương xanh lá đỏ vàng gì thì các bạn đèn dòng cũng vậy. Đèn dòng các bạn muốn nhiều màu, một màu chỉnh áp, xin lỗi, một màu nhiều màu chỉnh áp đó tùy các bạn. Mình đều có những option mà phù hợp với từng cái chó đèn, từng cái dòng bi và tùy từng cái dòng xe các bạn nha. Rồi, thì hôm nay đơn giản chỉ là ly 4V 2022, bi Kenvios 300, đèn dòng và mắt quỷ thì một màu trắng cùng với hai sọc Audi hai bên chó đèn. Option là công tắc đèn có bát xin đầy đủ. Và video này xin cảm ơn mọi dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video này của shop. Thời gian việc của shop mình là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối và làm việc suốt tuần các bạn nha. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn.